Tám già sáu mấy tuổi mà còn chiến đấu đây. Ôi, chị thanh niên hả chú Tám? Hả? Thấy già sáu mấy tuổi mà còn chiến đấu đây. Còn ăn được là câu được à? Nha. Lên lại rồi á. Dạ, sẵn bữa học xin mời cả nhà, xin mời cô chú anh chị em ăn cơm cùng học và anh em đồng thống luôn. Phải chấp nhận vậy á, có lúc phải im sướng, lúc phải sóng gió khổ cực. Chị đồng tiền chiếc cơm manh áo mà mấy anh em đi làm của chú anh chị. Chú Tám già sáu mấy tuổi mà còn chiến đấu đây. Ôi, chị thanh niên hả chú Tám? Hả? Thấy già sáu mấy tuổi mà còn chiến đấu đây. Còn ăn được là câu được à? Đầu tiên hả chú anh chị? Neo. Dạ ok, xin mến chào cả nhà, xin mến chào cô chú anh chị em. Dạ ngày mới ok, xin chúc cô chú anh chị em có thật nhiều niềm vui và sức khỏe, may mắn. Dạ giờ ột về sau sửa sạn câu thì ngày hôm qua đi gần trong đó cách chỗ đây 3 lý á cô chú anh chị, thì mấy anh em câu cũng có kiếm gạo nhưng mà nó đông ghi là một, thứ hai là nước nó cạn á, sợ nó ăn bữa một là nó mổn cá cô chú anh chị, cho nên bữa nay bò ra kho lại. Thì ngày hôm qua ột câu cũng kiếm gạo, kiếm được 1 triệu mấy cũng rất là mừng luôn, gió mấy. Thì từ là tính đường khác, giờ bò ra cái chỗ bữa trước lại cũng kiếm gạo của chú anh chị, giờ ra lại này. Thì nói chung là tháng này nó thường có gió mấy á, mình phải ráng làm mà, nếu mà nhát gió là ở nhà ở không là không có tiền xài á, cho nên là phải đi làm. Thì tháng mùa đông lúc nào nó cũng có gió hết á, thì nó im 1-2 bữa rồi cho à, rồi ổng cũng xuống gió lại à, nên là đi thét cũng ven rồi cô chú anh chị. Mấy anh em đồng thúng thì cũng tội thiệt, ở vô thúng nhỏ nhoi sóng gió thì cũng tội, nhưng mà dân biển thì phải chấp nhận như vậy rồi, đi hồi giờ cũng ven, bất cứ nghề làm biển mà nghề câu thúng nào cũng vậy thôi cô chú anh chị. Thì đợt này có áo phao áo gió rồi cũng ấm áp cũng đỡ, chứ là đợt này một số mấy anh em đặt lại được mấy cái thúng lớn
năm mấy năm trước thúng nhỏ à, giờ đợt này là cải thiện thúng lớn nhiều, hết 70-80% là thúng lớn rồi. Ví dụ như 9 cái hồi đó giờ bỏ hết 8 cái rồi, còn cái để lại mà cái hồi đó là cái đó lớn nhất á, là còn xài lại, còn như là bỏ thúng nhỏ hết cô chú anh chị. Giờ lên thúng lớn lớn thì cũng đỡ bớt. Hồi mấy năm tên nữa, mấy năm tên cũng gió ghê không, mà thúng mấy ông còn thúng nang à, mà thúng nhỏ hơn đây à, thì cũng cày bừa thôi, giờ cũng đỡ rồi.
vài ký của chú anh chị, được vài con tàu hỏ cồ, tàu hỏ lớn nè.
dớt xuống vô cô chú anh chị. Dạ số lượng cá nhiêu đây, ột câu bằng một nửa cá ngày hôm qua cô chú anh chị, nó bằng một nửa đổ lại à. Dạ giờ đầy nắp thùng rồi, nó ột đi dớt xuống vô. Ghi đã tới bến rồi, cô chú anh chị. Từ từ nhá. Đá cũng dữ à. Bữa nay khách mua hả bé? Khách mua ở đây là Bình Dương. À. Em gái Bình Dương mua lại hả? Bình Dương mua hết luôn. Mua hết luôn. Có phiền mà đóng luôn hả chị bé? À đóng luôn. Nó ăn cá ràng được không? Được mà. Ai mua thêm thì cho đóng. Cái này loại nhỏ là loại loại hàng 2 à. Dạ ký kìa. Quá coi kìa mà. Đó tôi xem 35 ngày này. Không được có là. Để tôi nhấc mũi rồi. Nữa. Thấy không thấy cây chạy 40 mấy con nhé. Hết luôn đó. Mấy ký bé? 40 rưỡi cá lớn. Alo. Nghe. 2 kg nhỏ. Con vóc đây đây. À, 2 kg cá nhỏ, 40 rưỡi cá lớn ha. À. À. À, xúc tắn nhỏ bự đi thấy không? Không hết. Đi chợ. Rồi xong.
40 rưỡi cá lớn, 2kg cá nhỏ. Còn lụng dụn đây lên chợ bán kiếm đồng nào. Rồi còn ở đây là ông Dượng, ông mua, ông ăn. Ba cá, cá một co. Cá lớn thì 80, cá nhỏ 40 nha. 2kg cá nhỏ, 4kg rưỡi cá lớn. Dạ còn số lượng cá lặt vặt đây biết bán được bao nhiêu nữa rồi. Biết ngõ câu bữa nay nhiều ít gì luôn. Cô chú anh chị. Dạ giờ dạ, tạm dừng video á. Đây là số cá mà bí đóng thùng cho khách á. Cho khách cho em đó ở Bình Dương á cô chú anh chị. 4,5 kg giá 80.000 ký là 386 nè. 386 2 kg là 40.000 là 80. Với cái nhỏ với cái trẻ bí lâm bên chợ bán 80 nữa là được là 520.000. Vậy là anh ột bên đây bán được là 520.000 của chú anh chị. Dạ thôi giờ biết không tạm dừng video. Cảm ơn cô chú anh chị, cảm ơn cả nhà đã luôn theo dõi ủng hộ video cho anh ột. Giờ biết bye bye cô chú anh chị, hẹn cô chú anh chị lại video sau nha.